Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về bài thuốc Lan Hương Ẩn Tử. Mình viết trị tiêu khát. Thiện cơ nhị sáu nhị tiện kết sổ cao tam tiền chi mẫu nhất tiền bán
Nhất tiền bán xanh cam thảo, xanh cam thảo, phong phong các nhất tiền nhất tiền chích cam thảo, nhân sâm, lan hương diệp, liên kiều, bạch đậu khấu, đậu khấu, kiết cánh, thăng ma,
cát ngũ phân. Bán hạ nhị phân. Hữu vi mạc. Chưng bính. Hồ điều thành. Bính sái can. Vi mạc. Mỗi nhị tiền. Nhị tiền. Đạm hương thang. Điều hạ.
Ta đây là hết cái đoạn kinh văn của bài thuốc. Mình xin đọc lại và dịch nghĩa. Lan hương ẩm tử là tên bài thuốc lan hương ẩm tử trị tiêu khát thiện. Cơ là trị tiêu khát mà hay đói, nhi xấu mà gầy ốm, nhị tiện là đại tiện và tiểu tiện, kết sổ là bón và tiểu nhiều lần, thạch cao tam tiền, thạch cao ba tiền. Tri mẫu nhị tiền, tri mẫu nhất tiền, tri mẫu một chỉ bán là một chỉ rưỡi, nhất tiền bán là một tiền rưỡi. Xanh cam thảo phòng phong cát nhất tiền đều một chỉ, đều một tiền. Chích cam thảo nhân sâm lan hương diệp là lá lan hương, liên kiều là vị thuốc liên kiều, bạch đậu khấu là vị thuốc bạch đậu khấu, kiết cánh là vị thuốc kiết cánh, thăng ma là vị thuốc thăng ma, cát ngũ phân đều năm phân, bán hạ là tên vị thuốc, nhị phân là bán hạ là hai phân, hữu vi mạc những vị thuốc bên phải này thì tán thành bột mịn, chưng bính là chưng thành bánh, hồ hoàng hồ điều thành là trộn với hồ, thành bính là thành cái bánh, sái can là phơi khô, vi mạc phơi khô lại rồi tán thành bột mịn tiếp. Mỗi nhị tiền mỗi lần dùng hai tiền. Đạm khương thang là đạm là lạc, khương thang là nước gừng, nước gừng lạc, điều hạ là uống xuống. Mình hết đoạn kinh văn. Chào tạm biệt các bạn.